Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này. Chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế xuyên suốt trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex, với mong muốn những giá trị mà bản thân tôi chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà các bạn tham gia trải nghiệm trên thị trường. Thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải hiểu rằng đây là cả quá trình dài của người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Chỉ có những thằng không giao dịch được, nó mới dùng mồm, dùng mõm để phân tích về xu hướng, đọc lệnh trên thị trường và gì nhỉ, sử dụng TradingView để vẽ vời, sau đó backtest, cũng như bọn nó sử dụng được gọi là bot giao dịch Forex để chia sẻ và gì nhỉ, dụ dỗ nhà đầu tư, đưa nhà đầu tư vào con đường tử nạn trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng đây là những minh chứng thực tế trên thị trường của bản thân chính tôi để cảnh báo cho nhà đầu tư và làm sao để hỗ trợ nhà đầu tư nhìn nhận, đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị vận dụng này trên thị trường. Đây là cả quá trình dài của bản thân tôi trên thị trường về đầu tư Forex, phải nỗ lực chứng minh và cho nhà đầu tư thấy rõ cho cả quá trình dài của bản thân mình. Và bản thân chính các bạn là những người giao dịch, là những người nhìn nhận, là những người trực tiếp đánh giá, phải hiểu được rằng giữa giao dịch thực tế và giao dịch bằng mồm, bằng mõm trên thị trường hoàn toàn khác xa nhau. Và nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng nếu giao dịch được, bọn chúng đã định hướng và gì nhỉ, đã chứng minh và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị ở trên thị trường, chứ không phải đi hết những kiến thức này đến phương pháp nọ rồi những giá trị kia trên thị trường, và cuối cùng chính bản thân những thằng này còn không giao dịch, không vận dụng được ở trên thị trường, đã phải sử dụng đến những chiêu trò như sử dụng tài khoản demo từ những cái quỹ lừa đảo như là FTMO hay MFS để nói rằng đang giao dịch chơi cho quỹ này hay quỹ kia trên thị trường. Thực tế ra rằng chúng đang lừa đảo, bịp bợm nhà đầu tư, đang đưa nhà đầu tư vào con đường tử nạn trên thị trường. Nếu nhà đầu tư nhìn nhận được rõ vấn đề thì phải hiểu được rằng bọn Á quân Forex thế giới hay bọn Ro Trader hoặc chủ kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, chủ của các kênh chia sẻ về kiến thức hay phương pháp ở trên thị trường đã không chỉ phân tích về xu hướng, đọc lệnh, đưa chiến lược, đưa plan giao dịch, sử dụng TradingView để bịp bợm nhà đầu tư, mà bản thân bọn chúng đã dẫn chứng cụ thể từ chính những giao dịch của bản thân chúng trên thị trường để cho nhà đầu tư kiểm chứng. Chào Nguyễn Ninh, đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Và gì nhỉ, bản thân các bạn cần phải nhìn nhận rõ vấn đề này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn trải nghiệm, hãy thực tế nhìn nhận, thực tế đánh giá để hiểu được rằng cả một quá trình dài của bản thân các nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Đó, các bạn thấy rõ nha, tôi giao dịch thế này trên thị trường. Và các bạn phải hiểu rằng hôm nay tôi chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư một vấn nạn, đó là bot giao dịch hay còn gọi là AI. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng bot hay là AI hay robot giao dịch ở trên thị trường chỉ là những thuật toán đặt những lệnh chờ trên thị trường về đầu tư Forex, chứ chúng không có thích ứng được so với cả những diễn biến trên thị trường. Giữa giao dịch thực tế để mà gì nhỉ, đưa con bot đó vào trong giao dịch bằng demo sẽ khác xa hẳn khi mà các bạn áp dụng vào trong tài khoản live. Và giữa giao dịch tài khoản live ít tiền với cả tài khoản live nhiều tiền sẽ hoàn toàn khác nhau. Các bạn nên nhớ rằng nếu mà gì nhỉ, các bạn tương tác vào trong sàn thì xin lỗi nhà đầu tư, sàn sẽ biết rằng các bạn đang sử dụng robot ngay. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Nếu thực tế chỉ ra rằng giao dịch robot thắng thì bọn nó đã chứng minh tài khoản lớn của bản thân chúng giao dịch tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm với những lệnh đi hàng 5-10 lót ở trên thị trường để chứng minh, dẫn chứng cụ thể cho nhà đầu tư, chứ không phải đem một cái tài khoản demo backtest bao nhiêu lâu ra trên thị trường. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng demo ở nhiều sàn rất là đều, thì khi các bạn đánh demo thì vào lệnh ra lệnh rất là mượt ở trên thị trường, nhưng khi vào tài khoản live thì thực tế là gì nhỉ, bị chặn lệnh,
bị kiểm soát lệnh ở trên thị trường và không bao giờ vào được. Chứ còn chưa kể là hạ đòn bẩy hoặc là nhờ cho các bạn stop out lệnh. Và khi các bạn vào lệnh hoặc các bạn chốt lệnh trên thị trường thì hầu như sẽ phải hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần. Và nhà đầu tư cần phải lưu ý về vấn đề này. Và khi bản thân bọn chúng sử dụng tài khoản robot để mà gì nhỉ, chạy ở trên thị trường, thì bọn chúng hay sử dụng demo để đem đi thuốc nhà đầu tư, và chỉ trong một thời gian rất là ngắn, cũng như hoặc là đem một cái tài khoản chỉ có 1-200 đô hoặc là 1-2000 đô ra ngoài thị trường. Nhưng tài khoản live 1-2000 đô ở trên thị trường, bọn chúng sẽ giao dịch với những khối lượng rất là nhỏ để test lệnh để cho nhà đầu tư xem. Nhưng thực tế ra rằng thì rất nhiều người ở trong quá khứ đã bị những IP của sàn, những thằng thầy dạy forex lừa đảo trên thị trường, chúng đưa ra robot ở trên thị trường để thuốc chết nhà đầu tư. Và gì nhỉ, đến ngay cả bản thân những cái con robot đấy, bản thân chúng chưa chắc đã phải là những đi cóp, đi xin, đi nhặt nhạnh ở trên thị trường. Thực ra những cái con robot đấy nó chỉ là những con bot, hoặc là những con AI đấy chỉ là gì nhỉ, những cái thừa được lập trình ra thì đặt với những cái khối lượng giao dịch tùy theo các bạn điều chỉnh và vào những cái vùng giá mà thì nhà bản thân chúng định hướng. Ví dụ đi 30-40 bip chúng nó sẽ giải một lệnh, hoặc đi bao nhiêu bip sẽ giải một lệnh, thì sẽ có những thông số này để cho nhà đầu tư khi vận dụng hiệu chỉnh trên thị trường. Thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư sẽ nhìn nhận rõ về vấn đề này. Và tôi xin đi vào một tài khoản khác để mở lên cho nhà đầu tư xem nhé. Chờ xíu. Tại vì những tài khoản lớn thì tôi sẽ không có sâu dạng. Rồi, anh em xem. Rồi, tôi sẽ đi qua một tài khoản khác nha. Rồi, thì tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang hỗ trợ, những gì chúng tôi đang cố gắng chia sẻ để cảnh báo đến nhà đầu tư, để nhà đầu tư tránh được ra những vấn nạn ở trên thị trường. Và hiện nay trên thị trường về đầu tư forex, rất nhiều kẻ đang lừa đảo với hình thức nào là ủy thác forex, nào là copy chain, nào là lừa ra mở tài khoản giao dịch forex, nào là gì nhờ dạy kiến thức đến chính bản thân bọn chúng còn không áp dụng được vào. Và trong đó phải kể đến rằng vấn nạn sử dụng bot giao dịch, hay là còn gọi là AI ở trên thị trường. Và tôi cũng đã chia sẻ về vấn nạn này trong bài viết vừa qua trên thị trường để làm sao cảnh tỉnh nhà đầu tư. Chào bạn Hứa Huy Hùng nha. Và tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư forex này, các bạn nhìn nhận cho thật rõ, đánh giá cho thật kỹ về các giá trị trên thị trường. Ở đây tôi có chia sẻ để cảnh báo đến nhà đầu tư và làm sao để nhà đầu tư hiểu được vấn đề này. Và mục đích của những thằng lừa đảo forex, chúng tận dụng nào là bán chiến lược, nào là gì nhỉ, copy chain, nào là ủy thác, nào là bán robot cho nhà đầu tư, nào là gì nhỉ, dạy nhà đầu tư giao dịch, nhưng thực tế là đưa nhà đầu tư vào trong sàn của bản thân chúng để làm cho nhà đầu tư cháy tài khoản, để ăn cháy nổ. Và điển hình nhất là những thằng IB ở trên sàn và những thằng bắt tay với cả sàn forex để thuốc chết nhà đầu tư. Đâu, chúng mày đánh giao dịch thực tế xuyên suốt trong thời gian dài, giống như bản thân tao đang chia sẻ để cảnh báo cộng đồng. Nhà đầu tư nên nhớ rằng giữa giao dịch thực tế để cảnh báo với cả cộng đồng và những chứng minh bằng thực tiễn ở trên thị trường, nó sẽ khác xa so với cả những kẻ chỉ sử dụng tài khoản demo ra để test. Hoặc có một số thằng lừa đảo cũng sử dụng tài khoản ra ngoài live trade, đó là sử dụng tài khoản của những quỹ lừa như là MFF hay là FTMO, cũng như giống như DT Forex Trader là thuốc nhà đầu tư, đó là đánh quỹ. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rằng chẳng có thằng đánh quỹ nào sẽ cho người của bản thân chúng ra ngoài tư vấn về chiến lược, đọc lệnh hay là nhà dạy kiến thức, cũng như vận dụng áp dụng vào trong thực tế để phân tích cho nhà đầu tư, hoặc là nhà gia dụ nhà đầu tư mở tài khoản dưới link IP của bản thân chúng. Đây là điều nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chỉ có những người mới hoặc những người chưa am hiểu về thị trường thì mới bị dính với những đòn lừa đảo bịp bợm này của bản thân bọn chúng ở trên thị trường. Bản thân
Chính các bạn nên đi chậm lại để nhìn nhận, nên đi chậm lại để định hình, nên đi chậm lại để hiểu rõ về các giá trị ở trên thị trường. Chứ không phải để các bạn lao vào để ăn những bánh vẽ về lợi nhuận với những giá trị mà chính ngay chính bọn lừa đảo này còn không chứng minh được vào trong thực tế. Vậy thì làm sao chính các nhà đầu tư giao dịch Forex có thể áp dụng để mà gì nhỉ, giữ được cho hòa vốn, chứ đừng ở đó mà đòi đánh được like trên thị trường giao dịch Forex này để kiếm lợi nhuận. Và bản thân các bạn nên nhìn nhận lại vấn đề, chứ đừng lao vào trong thị trường. Tôi xin được chia sẻ tài khoản kế tiếp trên thị trường để cảnh tỉnh đến nhà đầu tư. Và tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn hãy thực tế, chứ đừng mù quáng và đừng ăn bánh vẽ về lợi nhuận của bản thân từ chính những thằng lừa đảo bịp bợm Forex ở trên thị trường, mà chính bản thân bọn chúng còn không chịu chứng minh, không chịu dẫn chứng có cơ sở để cho nhà đầu tư kiểm chứng đánh giá. Vậy thì làm sao mà nhà đầu tư giao dịch Forex có thể tồn tại được khi đem những cái kiến thức bịp bợm đó đưa vào trong thực tế? Xin lỗi nhà đầu tư, nếu giao dịch được, bản thân bọn chúng đã giữ lại con bot này để mà âm thầm mà giao dịch, để mà vận dụng được rồi. Đánh thực tế còn vỡ mặt, lòi mắt ra ở trên thị trường, chứ đừng nói là sử dụng về robot. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Điển hình như năm 2016 hay là 17 gì hay là 18 gì đấy, nhà đầu tư có thấy là gì nhỉ? Có bọn Wellcode đó, thì bọn đấy cũng ra ngoài bán robot rất là nhiều, nào là hứa hẹn phần trăm lợi nhuận thế này hay thế khác ở trên thị trường, nhưng xong rồi cuối cùng gì nhỉ, nó bán cho nhà đầu tư, và rất nhiều nhà đầu tư đã từ nạn ở trên thị trường với hình thức đa cấp robot cop, robot forex nha. Và gì nhỉ, bọn chúng đã lừa đảo rất nhiều nhà đầu tư ngây thơ trên thị trường, và có rất nhiều người còn không biết giao dịch là gì. Và tôi chứng minh bằng thực tế, bằng những năng lực thực sự của bản thân mình, để làm sao cảnh tỉnh được cho nhà đầu tư, để cho nhà đầu tư nhìn nhận, cho nhà đầu tư đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị mà chính bản thân các bạn đang cần, yêu cần ở trên thị trường để nhìn nhận vào trong thực tế. Nếu giao dịch được thì bản thân những kẻ đó đã đưa vào trong thực tế, đã vận dụng được rồi, không cần phải ra ngoài ủy thác, không cần phải copy chain, không cần phải sử dụng đến robot. Và xin lỗi nhà đầu tư, tôi không làm IB cho bất kỳ một sàn nào, tôi cũng chưa từng mở copy chain, tôi cũng chưa từng ủy thác, tôi cũng chưa từng vận dụng robot vào trong giao dịch của bản thân mình. Và đây cũng là một vấn nạn ở trên thị trường đã được website đào tạo Forex nhận được của rất nhiều những nhà đầu tư gọi điện đến và nhà gửi thư đến cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi chia sẻ về vấn đề này. Và tôi trong thời gian này thì tiện để tôi chia sẻ để cảnh tỉnh nhà đầu tư, cho nhà đầu tư thấy rõ về những vấn nạn, về những góc khuất và những giá trị thực tiễn được minh chứng dẫn dắt ở trên thị trường. Và tôi minh chứng vào đây với những giá trị tài khoản, từ tài khoản lớn cho đến tài khoản nhỏ, từ những giá trị không còn bao nhiêu ở trên thị trường nhưng được tôi vận dụng, áp dụng được vào trong thực tế và minh chứng để dẫn chứng có cơ sở, có giá trị thực tiễn để gửi đến mọi nhà đầu tư, để mọi nhà đầu tư cùng đánh giá, cùng xem xét và cùng trực tiếp thấy rõ về các giá trị của bản thân tôi đang chia sẻ và gửi đến cho cộng đồng. Và tôi mong muốn rằng chính các bạn là những người đang trải nghiệm thực tế ở trên thị trường, hãy làm sao để mà hiểu rõ được vấn đề, chứ đừng lao vào trong thị trường này, nào là copy chain, nào là ủy thác, nào là gì nhỉ, mua chiến lược, nào thì là mua bot hay AI, hay là sử dụng robot trong giao dịch để thoát khỏi vấn đề tâm lý. Xin lỗi nhà đầu tư, mất tiền đó chính là tâm lý của nhà đầu tư, không giao dịch được đó chính là tâm lý của nhà đầu tư. Và gì nhỉ, bọn lừa đảo đang xoáy sâu vào những vấn đề này để ra thuốc nhà đầu tư, đó chính là vấn nạn và những thứ mà nhà đầu tư không bao giờ thấy được bản thân bọn chúng chứng minh, đó chính là giao dịch live thực tế và show full toàn bộ lịch sử giao dịch ở trên thị trường. Tôi có chia sẻ và tôi có
minh chứng và dẫn chứng cho nhà đầu tư, và làm sao để mọi nhà đầu tư nhìn nhận rõ giá trị thực tiễn, để nhà đầu tư hiểu rõ về giá trị này ở trên thị trường, trên con đường mà chính các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên nhìn nhận lại, nên đánh giá cho đúng và nên hiểu cho rõ, chứ đừng lao vào để rồi chính bản thân các bạn là con mồi, để khi các bạn đã mất sạch toàn bộ tiền bạc ở trên thị trường, đến lúc đó mới hiểu ra xin lỗi nhà đầu tư đã quá muộn, và bản thân các bạn đã trả cái giá rất đắt ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Chẳng có con bot nào bằng chính bản thân các bạn đang giao dịch ở trên thị trường. Chẳng có con bot nào có thể giúp nhà đầu tư vững được tâm lý khi mà bản thân các bạn còn thua lỗ. Chẳng có con bot nào có thể giúp cho nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận khi chính bản thân nhà đầu tư còn không đánh giá được rõ vấn đề. Chẳng có giá trị ở trên thị trường nào mà ngay cả người đứng ra giao dịch vận dụng ở trên thị trường còn không áp dụng được vào trong thực tế. Vậy thì làm sao mà nhà đầu tư ra ngoài có thể vận dụng, áp dụng được vào trên thị trường? Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và làm sao cảnh báo, cảnh tỉnh đến nhà đầu tư về những vấn nạn này cho nhà đầu tư hiểu rõ, để nhà đầu tư nhìn nhận đúng, đi vào con đường đúng ngay từ những bước ban đầu, khi chính các bạn là những người đang tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Tài khoản nhỏ còn chưa vận dụng được thì đừng nói rằng tài khoản lớn có thể vận dụng được. Khối lượng nhỏ còn chưa vận dụng được thì đừng có nói rằng khối lượng lớn có thể giao dịch được. Một điểm vào ban đầu còn chưa vào được thì đừng có nói rằng các bạn ăn TB ở đâu. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Đừng nghe bọn chúng nó nói vẽ vời ăn bao nhiêu bip. Ăn bao nhiêu bip thì chứng minh thực tế bằng giao dịch live. Đạt được bao nhiêu giá trị lợi nhuận thì chứng minh bằng thực tế, sâu phun toàn bộ lịch sử. Và thì nhà con bot hãy ủy thác Forex, hãy copy chain hoặc thầy dạy Forex phải sâu phun toàn bộ lịch sử trong cả một quá trình dài, ít nhất phải 6 tháng đến 1 năm, phải đánh hàng chục lót ở trên thị trường thì chúng ta mới có thể đánh giá được rằng người đó có giao dịch được hay không ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này, chứ không phải lao ra với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những giá trị mà ngay cả bản thân những thằng đưa ra chỉ là những câu chuyện kể ở trên thị trường về đầu tư Forex, đến ngay cả bản thân bọn chúng còn không chịu áp dụng được vào trong thực tế. Vậy thì đấu nhà đầu tư có thể giữ được lợi nhuận ở trên thị, đấu nhà đầu tư có thể giữ được tài khoản, chứ đừng có nói là kiếm tìm ra được lợi nhuận hoặc ngồi gỡ gạc lại tiền. Và đừng có nói với cả chúng tôi rằng các bạn là chiến binh, các bạn là nhà đang gỡ lại tài sản của các bạn đang mất, đánh like để mà hòa vốn, còn chưa đánh được thì lấy cái mẹ gì ra để mà có thể giao dịch thực tế ở trên thị trường. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải hiểu rõ. Đừng ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mình khi mà dòng vốn ném vào trong thị trường còn không giữ được hòa vốn thì đừng mong rằng có thể tạo được ra lợi nhuận, khi mà chính bản thân nhà đầu tư còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề mà đã đòi kiếm được ra tiền ở trên thị trường thì mất tiền và tan cửa nát nhà là con đường hiển nhiên của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường từ Forex này. Tôi chia sẻ cảnh báo đến nhà đầu tư về vấn nạn giao dịch bot hay AI hay là copy trade ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn nên hiểu rõ về vấn đề này. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng những giao dịch thực tế xuyên suốt trong thời gian dài để cảnh tỉnh mọi nhà đầu tư. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.